Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Nguyễn Trường Hoàng Trầm Thủy trở lại với quý vị với phần 2 của Cà Phê Sáng, và vẫn còn dư hương của Oscar Nguyễn Trường. Hình ảnh của một người phụ nữ khiến cho người ta cảm thấy vui hôm qua. Người phụ nữ Nam Hàn, thưa với quý vị, lên lãnh giải. Bà đóng vai là bà ngoại hả? Hay bà nội hả? Trong cái phim có tên là Myrani, có nghĩa là hy vọng được đổi đời. Tức là một gia đình người Hàn Quốc đến Hoa Kỳ này nhập cư, rồi bắt đầu sống ở vùng nông thôn. Rồi mấy người này mới gọi là một gia đình có 4 người đó. Rồi mới gọi là kiếm một cái vùng đất đó ở ngoài ngoài ô đó hả, để mua một cái xe gọi là trailer đó, rồi sống ở trên đó. Rồi cái câu chuyện nó hấp dẫn lắm. Nhưng mà khi mà bà này lên lãnh giải đó thì bà cứ nhắc tới cái tên của Brad Pitt hoài. Mê Brad Pitt lắm. Tại vì như thế này, Brad Pitt, bà nói nha, Brad Pitt là người đã phát âm tên của tôi đúng nhất luôn. mà Brad Pitt cũng là người đồng sản xuất ra cái phim này nữa, với lại đạo diễn là Lee Isaac Chung. Đặc biệt đó là bà này 74 tuổi nha, lên lãnh giải nữ diễn viên phụ xuất sắc đó. Rồi khi mà lên đó thì bà nói rằng là tên của tôi là Yoon Joo Jung. Quý vị nhớ tên của tôi là tôi đọc không đúng rồi. Yoon Joo Jung. Bà nói rất nhiều người đã đọc sai tên của tôi, nhưng bắt đầu từ hôm nay tất cả những mọi người đã đọc sai tên của tôi đều được tha thứ. Tha thứ bởi vì tôi đoạt giải. Tôi đoạt giải. Chứ nếu tôi không đoạt giải thì không có tha thứ. Bà nói lúc mà được Brad Pitt dẫn ra khỏi sân khấu, lúc mà sau khi nhận giải đó, bà vinh dự lắm. Bà nói rằng là bà được, khi mà bà được hỏi rằng là sau này bà có tham gia đóng phim nữa hay không, với những cái phim mà người Mỹ đó, bà nói chứ với trình độ tiếng Anh của tôi đó thì chắc là tôi không mơ được một ngày nào đó đóng phim mà với lại những người Mỹ hết. Mà công nhận thưa quý vị ha, có một điểm đó rõ ràng, khi một đất nước họ đầu tư vào một lĩnh vực nào, chính phủ, con người cùng nhau làm việc đó, họ sẽ đạt được đến một cái tuyệt đỉnh của nghệ thuật. Và điều đó mình phải nói tới Nam Hàn, một quốc gia bé tí thôi, tại sao trên cả thế giới này không có một quốc gia nào mà có khả năng mà cạnh tranh nổi với cái ngành điện ảnh của Mỹ, mà những người Nam Hàn họ lọt vào được, không những về điện ảnh mà cả kể về âm nhạc nữa. BTS, những cái nhóm nhạc của Nam Hàn, mà BTS quý vị có thể tưởng tượng một ban nhạc Nam Hàn mà ra IPO của thị trường chứng khoán, Nguyễn Trường. Mà đằng sau lưng nó có sự nhúng tay vào của chính phủ hay không? Chính quyền họ nói rằng kể từ khi mà sau Thế chiến thứ hai đó, bắt đầu có những cái chuyện mà thành lập lại đất nước đó, thì người Nam Hàn đó, họ ra ngoại quốc rất nhiều, như là người Nhật. Cho nên lúc đó họ bắt đầu họ cạnh tranh trên nhiều vấn đề. Người Nhật bắt đầu tái thiết đất nước, rồi Nam Hàn cũng thế nữa. Thì trong số này, người Nhật họ lại rất là mê điện ảnh. Và bật cái chuyện ở trong nước nó đã có rồi, cái chuyện phim bộ đã có từ xưa rồi. Nhưng mà về sau này chính phủ nó, ngoài cái mặt mà hỗ trợ cho những sinh viên ra ngoại quốc học về ngành khoa học kỹ thuật đó, họ tập trung vào vấn đề điện ảnh, âm nhạc. Và đó là lý do tại sao mà người Nam Hàn lại mê cái này chứ. Quý vị lên trên YouTube và nghiên cứu mới thấy đó, các em mê mà bỏ học hay là nghĩa là chỉ nhắm vào vấn đề đó. Và đó là lý do tại sao đó người Nam Hàn họ giỏi đánh đàn như thế, họ giỏi sáng tác, họ giỏi về âm nhạc, họ giỏi về nhảy vũ điệu ha, rồi sau đó mê làm điện ảnh từ trong máu của họ rồi. Và đã vậy được chính phủ Nam Hàn tài trợ nữa. Chính phủ Nam Hàn có những cái học bổng để cho học nước ngoài, mà chỉ có Mỹ là mấy em mới thích đi thôi, không có thích đi đâu hết. Sang đây sống ăn mì gói, sống khổ sở để học.
À, nói tới ăn mì gói đó thì tôi với quý vị nhắc lại cái cô đạo diễn mà người Trung Quốc đó mà đoạt giải ngày hôm qua đó, Chloe Zhao. Thưa với quý vị thì thời sinh viên của cô nha, đi rửa chén ở nhà hàng, làm trong quán bar, pha rượu, vân vân, đủ thứ mọi nghề ngành nghề hết. Rồi cô mơ ước và được đi qua bên Anh để học trước, rồi sau đó cô mới qua Hoa Kỳ này. À, ngày hôm nay đó thì sau khi cuốn phim được hôm qua rồi được giải Oscar đó, thì tên tuổi của cô bây giờ đã là nổi tiếng ở trong làng giải trí, so sánh với lại những cái tên giải trí khác mà được thế giới công nhận nha. Cô bây giờ là ngang hàng với Trương Nghệ Mưu nè, Trần Khải Ca nè, rồi những diễn viên xuất sắc mà thế giới mình biết tới như là Củng Lợi nè, Trương Tử Di nè, đó những cái tên tuổi. Cô là người phụ nữ nước ngoài đầu tiên trong lịch sử Oscar đoạt giải này, thì đó là một cái điểm không khó, không biết khi nào mới có được. Cho nên trở lại với một cái chuyện đầu tư của chính phủ đó, thì ngoài cái chuyện đầu tư vẽ lên tài năng của các em, nhưng mà cái niềm đam mê của các em với sự hỗ trợ của gia đình này nọ mới tạo nên được những cái này thành quả này. Anh, mất bao nhiêu thập niên trời mới có được ngày hôm nay. Anh biết tại sao mà Việt Nam mình không có được lọt vô là những chính phủ đầu tư vô cho những người mà sản xuất phim này kia không? Tại sao vậy? Tại vì tiền chính phủ đưa xuống cho người mà gọi là họ bơm tiền vào để bơm người nào đó lên đi. 100 triệu đi, thứ như vậy. Tới tay người đạo diễn còn có 1 triệu à. Cho nên không thể nào có người Việt Nam được. Mà về con người nữa thưa quý vị, thực sự người Việt Nam chúng ta đó có mê làm đạo diễn nhưng mà cái số người đó ít lắm. Mê làm ca sĩ cũng có, nhưng mà thực sự có bao nhiêu em sẵn lòng hy sinh mọi thứ như là người Mỹ, như người Đại Hàn hoặc là Trung Quốc vân vân để mà đầu tư hết tất cả vào. Bởi vì sao? Vấn đề giáo dục, vấn đề văn hóa trong gia đình của con chúng ta cũng thế nữa. Chỉ muốn các con làm luật sư, bác sĩ, dược sĩ, những cái chuyện đó thôi. Những cái chuyện bình thường đó thôi. Rồi thì vấn đề văn hóa con người nó tạo ra cái chuyện mà có làm nên được cái văn hóa, làm nên được cái việc đó cho đất nước hay không. Và nhìn lại chúng ta ngồi nghiên cứu về cái xã hội người Đại Hàn mới thấy được tại sao họ thành công đến ngày hôm nay là quá một cái quá trình. Chúng ta sau 75 trở đi sang đây đó, bố mẹ chỉ nghĩ tới cái chuyện mà làm sao có tiền thôi. Khổ quá mà Nguyễn Trường, thấy không? Khi mà có tiền rồi đó, đạt được một cái gì đó trong xã hội rồi, muốn các con mình cũng đi theo cái đường hướng của mình. Đó là lý do tại sao chúng ta lại tiếp tục tạo ra thành quả thì có, nhưng mà nói về vấn đề văn hóa, vấn đề mà nghệ thuật thì chúng ta lại không đạt được cái điểm đó từ trong nước ra đến hải ngoại luôn. Ngày hôm nay thì nhiều báo, hệ thống truyền thông đó thì bắt đầu nói tới là bài diễn văn của Tổng thống Joe Biden sắp tới đây, trong gọi là nói tóm tắt lại những cái gì mà ông đã hứa hẹn trong lúc tranh cử. Và sắp tới đây là 100 ngày, người ta coi là ông hồi đó ông hứa cái gì, thì từ bây giờ ông đã hoàn thành được những cái chuyện gì. Thì thưa quý vị, cái bài diễn văn của ông Joe Biden sẽ được đọc vào thứ mấy anh? Thứ tư. Hả? Thứ tư trước lưỡng viện quốc hội được quốc hội mời đến. Trước đó chúng ta đang nghe đấy là bên phía quốc hội mời. Đây là chỉ là một cái hoạt động chính phủ thường xuyên diễn ra khi mà một người tổng thống lên, và sau thời gian đó ông sẽ được mời đến quốc hội để có bài diễn văn. Rồi sau đó đến sang năm thì sẽ có bài thông điệp liên bang của tổng thống vào mỗi tháng giêng. Đó. Mà đó hình như cái khuynh hướng kỳ này đó là số người được mời vô cũng ít lắm. Cũng giống như Oscar vậy đó, tại vì thì phải theo cái quy tắc là phòng bệnh giữ đó, khoảng cách. Thì ngày hôm nay bắt đầu báo chí nói về 100 ngày, và ông Joe Biden rõ ràng dù cộng đồng người Việt Nam có người thích có người không thích ông, nhưng mà tương tự như những vị tổng thống trước đây, 100 ngày của ông đánh dấu sau khỏi một cái đại nạn coronavirus. Thì sáng ngày hôm nay đọc những bản tin, họ đều đánh, họ nói ông hãnh diện để đánh dấu vào những thành quả mà ông đạt được trong 100 ngày qua. Nói chung, những gì ông hứa lúc mà ra tranh luận với ông Donald Trump á, và những gì ông cam kết để làm, đến 100 ngày hôm nay ông làm gần hết rồi. Tôi thấy là gần hết. Tôi nhớ là có những cái mà tôi nhớ là ông Joe Biden đã làm những gì đó. Tức là ngay ngày đầu tiên mà khi ông lên làm tổng thống đó, vừa nhậm chức xong một cái,
ông ký ngay luật hành pháp lật ngược lại hết tất cả những gì Tổng thống Donald Trump làm trước đó. Yeah. À, đó là ông, mà cái luật hành pháp nó không phải là suốt đời nha, tức là ngay lúc bây giờ thôi, chỉ cho 4 năm thôi. À, 4 năm thôi, đó sau đó thì khi tổng thống khác lên đó thì cũng có ký một cái hành pháp có để người giữ có người không. Đó đúng rồi. Nhưng mà khi mà ông Biden lên một cái là ông ký liền. Bao nhiêu cái, bao nhiêu như hai mấy ba chục cái gì đó. Nhiều. Ông cầm một sấp vậy nè, ông ký ngược lại hết. À, bao gồm vấn đề mà không cho khai thác dầu, rồi những cái chuyện về di dân. À, nói về di dân đó, thưa cái gì thì những gì mà ông hứa ông làm được hết, ngoại trừ cái vấn đề di dân nó còn hơi nghĩa là lủng củng lắm. Bởi vì sao? Cái khó khăn cho ông á là người Mỹ rồi những người gốc châu Mỹ Latin đó, họ khi mà họ nghe vừa thấy là Joe Biden đảng Dân Chủ mà làm tổng thống, thế là bắt đầu họ mới đầu thì họ bắt đầu không nghĩ tới cái chuyện mà vượt biên giới nữa, bởi vì dưới thời Donald Trump khó khăn khó quá. Nhưng mà vừa nghe nói đến Joe Biden đắc cử cái là ô, chuẩn bị hành hương lên trở lại đi. Và cái đó là cái vấn đề lớn hiện nay mà ông đang đương đầu. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo, tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý.